chào mừng các bạn đã quay trở lại với 30 Size TV và mình là Hữu Huân. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Lần Đầu Tôi Thử. Và ngày hôm nay tôi nhận được một món quà khá đặc biệt. Và đây là chai dầu gội khô Handefuko. Còn đây là chai gom xịt Handefuko. Chúng ta cùng thử xem là hai sản phẩm này như thế nào nhé. Trước khi đến với phần review chính thì tôi sẽ nói trước về dầu gội khô là gì. Dầu gội khô là một chất làm sạch tóc mà không cần phải sử dụng nước. Ở nước ngoài đã khá là nhiều nơi sử dụng dầu gội khô. Cơ bản là người ta không phải là để gội đầu thay thế cho gội đầu bình thường, mà là người ta dùng nó để kéo dài giữa những lần gội đầu và sẽ sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Và chai còn lại đó là Hair Style Lock Handefuko. Thì đây là một chai gom xịt thôi. Vậy thì cái chai gom xịt từ Handefuko này khác gì với những chai thông thường? Thì chúng ta cùng đến với phần review nhé. Đầu tiên thì thiết kế của cặp đôi sản phẩm này khá là giống nhau, đều rất đẹp và nam tính. Kích thước khá lớn và là bình dạng xịt. Và với kích thước như thế này thì chúng ta sẽ rất khó để mang theo bên người. Và trọng lượng cầm lên trên tay cũng khá là nặng và đầm. Nếu có việc mà cần mang đi thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bỏ nó vào trong một chiếc túi sách. Với dầu gội khô thì trọng lượng của nó là 240g, còn Hair Style Lock là 255g. Với một trọng lượng khá lớn như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được sản phẩm này trong một khoảng thời gian rất là dài. Đầu tiên thì tôi sẽ review chai dầu gội khô trước. Hiện tại thời tiết ở mùa hè đang khá là nóng bức và mồ hôi ra rất là nhiều. Và tóc của tôi hiện tại thì cũng đang rất là bết dính. Thì tôi sẽ sử dụng chai dầu gội khô này để xem là cái hiệu quả của nó mang lại như thế nào nhé. Hiện tại ấy, thì tôi cảm thấy là tóc của tôi nó có cảm giác nó khô hơn rất là nhiều. Các sợi tóc nó bắt đầu tơi ra. Và các bạn thấy không? Nhìn tóc nó có một cái độ phồng lên khá là nhiều. Theo mình nghĩ thì cái dầu gội khô này ấy, nó là một cái chất mà nó sẽ hút đi những cái chất ẩm trên tóc của bạn. Và nó cũng sẽ làm hút đi cả những cái lượng sáp dư thừa của các bạn vuốt lần trước nữa. Phải nói là cái sản phẩm này rất là tốt, mùi rất là thơm và cái độ xịt của nó rất là mạnh. Này, bạn thấy không? Đó. Vì cái độ xịt này rất là mạnh nên là nó sẽ thẩm thấu được vào trong đến tận cả da đầu của các bạn. Ngoài ra khi xịt vào thì có cảm giác rất là thoáng mát, rất là dễ chịu. Vậy thì cái sản phẩm này ấy, thực sự nó rất là hữu dụng. Theo mình search thì hiện tại có nơi bán cái chai này với giá là 650.000. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này như thế nào? Thứ nhất là nó sẽ bảo vệ được cái màu tóc của chúng ta. Đấy, khi mà chúng ta muốn giãn cách những cái ngày gội đầu ra, hoặc là trong những cái trường hợp mà rất là cần thiết mà chúng ta phải gội đầu mà không có nước, ví dụ như là đi du lịch hay đi phượt, chúng ta sẽ không thể có nước được. Vậy thì cái chai sản phẩm này sẽ giúp chúng ta đi du lịch trong mùa hè này rất là thoải mái. Chỉ cần xịt lên trên đầu thôi là đã có thể tránh được bết dính tóc cũng như là ngứa ra đầu rồi. Ngoài ra thì nó cũng còn tăng một cái độ volume, tăng cái độ phồng tóc lên khá là lớn. Các bạn cũng có thể dùng nó để pre-styling, sau đó thì vuốt sáp tạo kiểu ngay. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với chai gom xịt Handefuko. Và cái chai gom xịt này ấy, thì nó là như là đóng bê tông bóc tóc của bạn lại. Nó sẽ khóa lại các nếp tóc của bạn. Các bạn chỉ cần pre-styling trước, sau đó xịt lên trên tóc và tóc của bạn sẽ được giữ nếp như vậy nguyên ngày 24/24. Và sau đây thì tôi sẽ thử dùng sản phẩm này và test thử xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Nó có giữ nếp được thật sự là cứng hay không thì các bạn cùng xem nhé. Mùi hương khá là dễ chịu và cái độ xịt ý, nó cũng rất là mạnh. Cái hạt xương của nó phát ra ấy, nó phát tán rất là đều và nhỏ. Các bạn xem này. Đó. Mình cảm giác như là các cái chất mà được phun ở đây nhìn nó tơi hơn so với các loại gom thông thường bán trên thị trường. Và chúng ta chỉ cần xem cái thời gian chờ một chút để cho tóc nó được vào nếp. Và chúng ta cùng xem cái hiệu quả của nó như thế nào nhé. Sau khi chờ một khoảng thời gian đã tầm khoảng 3 phút rồi thì mái tóc của tôi bắt đầu cứng vào dần. Bây giờ khá là cứng. Và chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ test thử xem là cái độ giữ nếp của nó có cao hay không. Và đây tôi có chuẩn bị một chiếc mũ bảo hiểm. Giờ chúng ta sẽ đội vào. Tôi nghĩ là tôi sẽ để như thế này một lúc để xem cái mái tóc nó bị bẹp lại và chúng ta có thể pre-style lại được hay không.
Rồi, và vừa rồi là đã hết khoảng tầm 5 phút. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thử bỏ cái mũ này ra nhé. Cũng có một độ bẹp tương đối khá là lớn. Và bây giờ tôi sẽ thử vuốt lại lên. Đúng là tóc nó được gọi là nó kết dính lại với nhau, nó rất là chắc. Tôi cũng không biết là có thể pre-style lại được hay không nữa. Ở đây, đây là mái tóc của tôi đã được pre-style lại. Về cái chai hairstyle lock này, đây, thì mình cảm nhận thấy là mùi nó rất là thơm. Mùi thực sự rất là thơm, thơm hơn so với những cái chai gôm xịt thông thường rất là nhiều. Ngoài ra mình cảm giác là khi mà xịt vào ấy thì nó khá là khô. Tôi nghĩ là cái sản phẩm này sẽ rất là thích hợp để thay thế cho sáp thông thường vào trong những cái ngày hè này. Bởi vì sao, khi mà thời tiết nó rất là nóng, mồ hôi bắt đầu chảy ra và sáp của các bạn nó cũng sẽ bắt đầu bị chảy ra. Chính điều này sẽ gây nên cái tình trạng là tóc bị bết. Các bạn cũng có thể dùng cái chai này để xịt lên trên tóc và nó rất là khô, nên vậy là nó sẽ không hề có cái tình trạng bị bết tóc hay là cái sáp bị chảy ra. Mình nghĩ là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà dùng trong mùa hè này rất là tuyệt. À không, cả hai sản phẩm này đều là hai sản phẩm rất là tốt để dùng trong mùa hè này, rất là đáng để mua. Vậy là vừa rồi thì tôi đã review xong hai sản phẩm mới nhất đến từ Handy Fuco. Và đây là hai sản phẩm mới nhất nên vì vậy sẽ có rất là nơi ít. Vì đây là hai sản phẩm mới nhất nên sẽ rất là có ít nơi bán hai sản phẩm này. Nhưng mà tôi vẫn tìm thấy một số cửa hàng bán và giá của nó trên thị trường là khoảng 650.000. Và với cái dung lượng lớn như thế này thì nó sẽ sử dụng được rất là lâu cho các bạn. Theo mình thấy thì phải dùng đến vài tháng hoặc là một năm thì mới hết được hai cái chai này. Phải nói là rất là đáng tiền. Ngoài ra thì cái thành phần của nó xuất xứ từ tự nhiên sẽ là dưỡng cho mái tóc của các bạn rất là nhiều. Tránh sử dụng những cái sản phẩm giá rẻ trên thị trường sẽ có hư hại đến cho mái tóc của các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy like và subscribe kênh Thất Thi Sai TV của chúng tôi nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.